Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam và châu Âu tham dự diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh năm 2022. Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm đến dự. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đã phê duyệt chiến lược phát triển xanh và Việt Nam là một trong năm quốc gia bị tác động lớn của biến đổi khí hậu, nên việc phát triển xanh chống biến đổi khí hậu rất quan trọng. Do đó, Việt Nam sẽ không hy sinh các vấn đề về môi trường để đổi lấy sự phát triển kinh tế. Qua đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Liên minh châu Âu hỗ trợ công nghệ tiên tiến, nguồn vốn xanh và rẻ, đào tạo nguồn nhân lực nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới sáng tạo vào các môi trường mới nổi, đầu tư cho nghiên cứu phát triển để phát triển hài hòa và bền vững với môi trường. Diễn đàn và triển lãm Kinh tế xanh năm 2022 sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 11, bao gồm triển lãm và các phiên tọa đàm, thảo luận chuyên đề tập trung vào các chủ đề như năng lượng và tài chính xanh, xử lý chất thải và phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Riêng khu triển lãm kinh tế xanh lần này quy tụ hơn 150 doanh nghiệp từ lĩnh vực xanh để giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và kinh nghiệm tốt nhất của châu Âu, giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu xanh hóa chuyển đổi. Đối với Long An, tại triển lãm lần này, tỉnh đã tham gia một gian hàng trưng bày kết nối các doanh nghiệp để quảng bá về địa phương nhằm thu hút mời gọi đầu tư, nhất là các dự án kinh tế xanh. Là một trong những tỉnh coi như là trong thời gian qua thu hút đầu tư rất là tốt, nhiều nhà đầu tư cũng đến Long An và cũng như là đặt niềm tin ở Long An. Trong hội nghị lần này thì Long An cũng đã tham gia và để giới thiệu quảng bá những hình ảnh của Long An, đặc biệt là những cái điểm mạnh của Long An, vị trí thuận lợi của Long An về cái đặc biệt là cái giới quy hoạch công nghiệp của Long An cũng đã được hình thành phát triển trong thời gian qua. Triển lãm kinh tế xanh lần này được kỳ vọng là một điểm giao lưu hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, trong đó có tỉnh Long An, để cùng nhau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm để phát triển đối tác cùng có lợi vì một nền kinh tế xanh và bền vững. Chương trình cũng được coi là một phần quan trọng trong việc triển khai các sáng kiến bền vững phù hợp với mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.